Khởi động từ tháng 8 vừa qua, đến nay Sài Gòn Makeover đã thu hút được rất đông các bạn trẻ tham gia. Đây là dự án xã hội do nhóm những nhà kiến tạo toàn cầu Global Shaper thành phố Hồ Chí Minh, một cộng đồng của diễn đàn kinh tế thế giới WEF tổ chức. Với Sài Gòn Makeover, đây là cuộc thi sáng tạo dành cho tất cả mọi người, nhất là sinh viên các ngành thiết kế, các họa sĩ hay những người đam mê mỹ thuật. Theo đó, các thí sinh tham gia sẽ phải lựa chọn và chụp lại không gian hay địa điểm nào đó trong thành phố Hồ Chí Minh, sau đó dùng đồ họa để thiết kế lại bề mặt không gian theo ý tưởng của mình. Và từ những công trình lớn như hầm vượt sông Sài Gòn, hồ Con Rùa, đến công viên, chung cư, con đường, bờ sông, hay chỉ là một mảng tường, một cầu thang nhỏ đã khoác lên mình một diện mạo mới, đẹp hơn, ấn tượng hơn và đầy tính thẩm mỹ. Với khẩu hiệu Your Vision, Your Future, tầm nhìn của bạn, tương lai của bạn, Sài Gòn Makeover đã vượt qua một cuộc thi thiết kế đơn thuần. Nó đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, tạo nên những tác phẩm chuyên nghiệp, mang tính ứng dụng và cộng đồng cao, thông qua những góc nhìn mới cho cảnh quan thành phố. Và có thể từ cuộc thi, với sự chung tay của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, những ý tưởng này sẽ trở thành hiện thực và mang lại diện mạo mới, đẹp hơn, hiện đại hơn cho thành phố Hồ Chí Minh. Sống Cùng Lịch Sử, một bộ phim của hãng phim truyện Việt Nam được đầu tư lớn với số vốn lên đến 21 tỷ đồng bằng ngân sách nhà nước. Lấy đề tài lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, với nội dung hấp dẫn và những cảnh quay hoành tráng, những tưởng bộ phim này sẽ được đông đảo khán giả đón nhận khi ra rạp vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua. Thế nhưng, kết quả khiến nhiều người không khỏi giật mình khi trong 2 tuần trụ tại rạp Kim Đồng ngay trung tâm thủ đô Hà Nội, bộ phim được đầu tư 21 tỷ đồng này đã không bán được dù chỉ một vé. Điều đáng nói là mọi người có thể ngạc nhiên vì số vé bán được, nhưng hoàn toàn không bất ngờ trước kết cục thất bại phòng vé của bộ phim này. Nguyên nhân đến từ chính cách làm phim theo kiểu truyền thống của các hãng phim nhà nước. Tức có tiền thì làm phim, không quan tâm có khán giả hay không, vì chẳng sợ chuyện lời lỗ. Minh chứng rõ nét nhất chính là tiết lộ của đạo diễn bộ phim. Khi số tiền chi cho việc quảng bá chỉ là 50 triệu đồng, một con số quá nhỏ bé cho việc quảng bá phim trong thời buổi hiện nay. Và như thế cũng dễ lý giải chuyện từ khi bấm máy đến lúc ra rạp của bộ phim đã diễn ra một cách âm thầm, không gây sự chú ý nào với giới truyền thông và công chúng. Và câu chuyện của bộ phim Sống Cùng Lịch Sử hoàn toàn không mới, khi trước đây đã có rất nhiều bộ phim nhà nước ở hoàn cảnh tương tự. Vậy câu hỏi được đặt ra là, đến bao giờ thì mới chấm dứt câu chuyện người dân phải chi tiền làm những bộ phim không dành cho họ? Với cặp tin đẹp và chưa đẹp mà tạp chí 360 lựa chọn đề cập vừa rồi, hy vọng quý khán giả sẽ có thêm một góc nhìn thú vị và đa chiều trong các thông tin đã xảy ra trong tuần qua.